Dạ lạnh chứ. Đến nay con đi được hơn 100 ngày rồi, như 110 ngày hay sao ạ? Cũng được hơn nửa chặng đường rồi. Đến nay chắc có được 8-9 nước vậy đó. Như thèm đồ ăn mẹ nấu quá trời rồi. Canh chua lóc kho tộ rồi. Cá trê chiên xù. Nhưng mà không sao, đi có giờ có internet mà, ngày nào cũng nói chuyện thấy nhau mà đâu có gì đâu. Nói chung là đi thì nhiều khi cũng mệt nhưng mà cũng sung sướng, mà ăn uống đầy đủ rồi nhìn ngắm thế giới. Giấc mơ từ nhỏ của con mà, nên mẹ yên tâm nha. Dạ. Nhớ mẹ nhiều. Dạ. Bye mẹ. Dạ. Đi 2 năm về gặp ông nội lợi mạnh khỏe. Dạ. Alo Hưng hả? Không, đi không phải như em nói, đi và bỏ hết tất cả là mà đi đâu cũng phải cân nhắc xem mình đi là mình thu nhập từ đâu có tiền mới đi được chứ. Rồi gia đình cũng phải sắp xếp được sự đồng ý của gia đình rồi, chuẩn bị rất là nhiều đó chứ. Không mất mấy năm trời chuẩn bị về xem giấy tờ lộ trình như thế nào rồi sửa xe rồi lại cho đàng hoàng rồi cứ thiếu đồ đạc gì mua thêm rồi cũng chuẩn bị tài chính từ đâu mọi thứ. Nói chung là phải một quá trình dài chuẩn bị chứ không thể nào nói đi là ngày mai đi được. Chùa Chí Văn tôi làm chùa mua ngàn đi. Chuẩn bị qua Iran nhưng mà xem phía trước là sắp tới là sa mạc nên chắc phải mất sống 7 ngày. Khi nào có internet thì có sóng, có nhắn tin cho mẹ nha, mẹ yên tâm nha. Dạ. Nay con giảm được 7 ký hơn rồi, thấy người nó nhẹ hơn, không mập như lúc trước nữa. Con đang ở đảo Santorini, chuẩn bị cùng chơi ở đây cũng 3-4 ngày rồi, chuẩn bị đi về lại đất liền. Bỏ xe với người lên phà đi về thôi. Cũng giống như quê mình đi phà qua sông rồi, nhưng bữa nay phà biển nên đi mất 7-8 tiếng thôi. Anh tìm được chỗ sửa xe rồi, nhờ chiếc xe đặc biệt quá, lần đầu thấy chiếc xe Việt Nam rồi, xe châu Á ở đây mà chiếc xe còi cọc nhìn cũng lết thết nên họ làm miễn phí hết. Tối nay không có vô khách sạn tại bên đây giá phòng đắt quá, nhưng mà đi vòng vòng kiếm chỗ dựng lều, con có mang lều theo mà. Đây, chỗ nó cũng an toàn, cũng đất cũng cao ráo mà cạnh con suối nữa. Lạnh chứ, tối xuống còn 8-9 độ nhưng mà đầy đủ đồ ấm cũng được, tiết kiệm đỡ được cả triệu đồng tiền phòng khách sạn mà. Mẹ hả? Hôm nay 20 tháng 10 con chúc mẹ mạnh khỏe nha. Thì sắp tới con đi qua bên Đông Âu rồi đi xuống Nam Âu. Âu lên qua Pháp là cứ hết trong học, rồi sau đó lại qua Nam Mỹ, Trung Mỹ vân vân, rồi ở Úc lại về lại Đông Nam Á, về Việt Nam giống như con nói chuyện với mẹ đó, con gọi cho mẹ xem đó. Paris chưa tới mùa đông đâu, lỡ đi được đến đây rồi thì chuẩn bị mất mấy năm rồi, nên con đi đến đây còn đi tiếp được nên chắc con đi tiếp cho hết nửa dòng trái đất rồi được đi tiếp một dòng trái đất luôn. Còn thế giới còn rộng lớn nên phải đi tiếp cho trọn vẹn luôn. Bây giờ mẹ có không đi nổi nữa thì thôi, đi về ăn cơm mẹ nấu rồi. Thì học được nhiều chứ, học được những cái kỹ năng mới rồi biết được thêm cuộc sống của thế giới ở ngoài kia nó như thế nào,
mất là mất sự những cái sự bình yên hàng ngày. Chuyến đi thì nó mỗi ngày nó đều cuốn mình đi mà, nên đôi khi cũng hơi bị hụt hẫng một chút, nhưng mà không sao. Nên nếu mình đã xác định đi thì mình có những cái mình sẽ bị mất đi, nhưng mà mình phải chấp nhận bù lại mình sẽ học được cái gì. Nếu như mình thực sự mình muốn thì mình cứ theo đuổi nó thôi. Yeah. Yeah. Mình yên tâm nha.